Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, CZ làm rõ tính năng quan trọng của Bitcoin. CZ đang gây sốt với một cuộc thảo luận về Bitcoin. Ông đã đặt Bitcoin và tiền mặt truyền thống vào cùng một sân chơi và đưa ra một quan điểm đáng chú ý. Bitcoin không giống như tiền mặt bạn có thể giữ trong két tại nhà, để lại dấu vết kỹ thuật số. Bây giờ Bitcoin có thể truy nguyên được không? Theo một cách nào đó, đúng là có thể. Blockchain giống như một công chứng viên kỹ thuật số, đóng dấu phê duyệt cho mọi giao dịch bạn thực hiện. Tất cả đều ở đó, công khai. Mặc dù điều này có thể khiến bạn tạm dừng một chút, nhưng hãy xem xét lại mặt trái của nó. Chính sách mở này tạo nên độ tin cậy cho blockchain. Đó là một hành động cân bằng giữa tính minh bạch và quyền riêng tư. Đối với những người đam mê quyền riêng tư, có một cánh cửa phụ, chẳng hạn như đồng Monero. Đây là một trong những trường duyệt ẩn danh của thị trường crypto, che giấu các hoạt động tài chính của người dùng. Chúng là một lựa chọn nếu người dùng không muốn công khai các giao dịch của mình. Bên cạnh đó, còn có máy trộn coin, thứ tương đương với một bộ đồ ngụy trang trong thế giới crypto. Nhưng có một nhược điểm, nó không phải là điều dễ hiểu. Các công ty như Chain Analysis đang chế tạo các công cụ để loại bỏ các lớp ngụy trang này, khiến cho các máy trộn không còn hiệu quả. Tóm lại, CZ đã làm nổi bật một đặc điểm cơ bản của Bitcoin. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là một tính năng quan trọng, mà nó còn là sự đánh đổi giữa tính cởi mở và quyền riêng tư. Thị trường crypto đang ngày càng phát triển. Hoạt động công khai minh bạch chính là yếu tố quan trọng để chứng tỏ niềm tin với người dùng. Thông tin tiếp theo, ví Bitcoin lần đầu tiên vượt qua 48 triệu. Vào ngày 3 tháng 9, số lượng ví Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 48,24 triệu địa chỉ. Trong bối cảnh giá Bitcoin đang có dấu hiệu sụt giảm, cột mốc lịch sử này nhấn mạnh sự quan tâm của nhà đầu tư về Bitcoin ngày càng tăng. Dữ liệu từ Into the Block cho thấy, tổng số địa chỉ nắm giữ Bitcoin đạt 48 triệu vào ngày 30 tháng 8. Thành tích lịch sử này nhấn mạnh việc áp dụng ngày càng tăng và sự quan tâm rộng rãi đối với Bitcoin như một tài sản kỹ thuật số phi tập trung. Sự gia tăng số lượng địa chỉ ví phản ánh cơ sở người dùng ngày càng mở rộng trong mạng Bitcoin. Biểu đồ cho thấy người dùng đã tạo 5,61 triệu địa chỉ ví Bitcoin mới vào năm 2023. Để so sánh, chỉ có 3,62 triệu địa chỉ ví Bitcoin được tạo vào năm 2022. Điều này có nghĩa là Bitcoin đã vượt qua tỷ lệ chuyển đổi người dùng năm ngoái là 55%, mặc dù còn tận 4 tháng nữa. Số lượng địa chỉ ví Bitcoin ngày càng tăng, phù hợp với việc mở rộng mức độ phổ biến của Bitcoin và sự chấp nhận crypto như một loại tài sản thay thế và phương tiện trao đổi. Hệ sinh thái Bitcoin đã đạt được nhiều chiến thắng mang tính bước ngoặt vào năm 2023. Trong khi token BRC20 cung cấp NFT cho các nhà đầu tư bán lẻ, thì một loạt các ứng dụng Bitcoin ETF đã thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn. Khi nhiều tổ chức chấp nhận Bitcoin, nó sẽ thúc đẩy giá trị của Bitcoin vươn lên một tầm cao mới. Và thông tin cuối cùng, lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin chạm mức thấp nhất trong 5 tháng trên Binance trong bối cảnh thị trường không chắc chắn. Thị trường crypto đang cho thấy sự mệt mỏi, được biểu thị bằng lãi suất mở đối với các hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Bitcoin đang giảm dần. Trên Binance, lãi suất mở đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 2,79 tỷ đô la. Sau đó, lãi suất mở hợp đồng tương lai Bitcoin bắt đầu tăng lên. Kaiko báo cáo rằng số liệu quan trọng này đã giảm trong một thời gian, thậm chí giảm mạnh xuống mức được nhìn thấy lần cuối sau sự cố mạng Terra vào tháng 5 năm 2022. Lãi suất mở giảm có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược đầu tư, vì các tổ chức có thể đang đánh giá lại vị thế của họ trước những diễn biến này. Theo các chuyên gia, tiếng vang do chiến thắng của Grayscale tạo ra là một dấu hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, thị trường có thể bị chi phối bởi sự thận trọng và do dự, trừ khi các yếu tố tích cực khác xuất hiện, chẳng hạn như sự chấp thuận được chờ đợi từ lâu của Bitcoin ETF. Khi Bitcoin xoay quanh các chỉ số chính này, thế giới sẽ theo dõi xem liệu sự sụt giảm lãi suất mở trong tương lai này có phải là một đốm sáng tạm thời hay là điểm báo trước cho những chuyển động quan trọng hơn của thị trường hay không. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.